Bạn có nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shop Rikki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rikki và mình. Ok, xin chào các bạn đã trở lại với Rikki và mình. Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với rất nhiều những thông tin về những trang phục cũng như là những thứ sắp ra mắt ở trong game Free Fire. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có một cái bộ đôi mới, đó là đất và nước. Thì cái bộ trang phục nước này thì hôm trước thì chúng ta đã được xem trong một cái video trước đây của Rikki và mình rồi. Đó là nguyên tố nước, tuy nhiên thì nguyên tố đất thì cũng sẽ sớm được ra mắt. Và cái bộ trang phục nguyên tố đất và nguyên tố nước này, nó sẽ là một cặp đôi và nó có thể gọi là một cặp đôi tương đối hoàn hảo đây. Và có lẽ là cái bộ trang phục này sẽ được bán ở trong shop với giá gọi là ưu đãi cho cả hai trang phục này, tức là cả trang phục nam và cả trang phục nữ thì nó sẽ chung ở trong một bộ luôn. Và thông thường thì ở server Việt Nam của chúng ta thì thường hay bán với giá ưu đãi khoảng 30% so với giá thật của nó trước khi mà chính thức ra mắt. Thì có thể nói thì cái bộ trang phục đất và bộ trang phục nước này trông nó cũng khá là đẹp và trông nó cũng khá là ngầu, và đi kèm với bộ trang phục đất và nước này thì có lẽ sẽ có những cái skin súng tương đương với cả các những cái nhân vật này. Thì kỳ này thì chúng ta sẽ có những cái nhân vật của chúng ta, đó là nhân vật nguyên tố đất, nguyên tố nước, nguyên tố lửa cũng như là nguyên tố sấm sét. Thì hiện tại thì chúng ta đã được thấy cả bốn bộ trang phục này thông qua cái hình nền loading, tình nền tải game ở bên ngoài của game Gaina Free Fire rồi. Tuy nhiên thì những bộ trang phục này thì có thể nó sẽ chính thức ra mắt từ cỡ khoảng 14 tháng 7. Cái bộ đôi trang phục đất và nước này thì có thể nói là trông nó cũng khá là đẹp mắt. Và nếu như bạn nào mà thích những cái câu chuyện mà liên quan đến những chiến binh nguyên tố thì mình nghĩ rằng đây là những cái bộ đồ mà nó cũng khá ổn. Và đi cùng với cả cái bộ trang phục đất này thì mình nhớ nó sẽ có một khẩu MP40 mới. Trong khi đó thì đi cùng với khẩu nước thì chúng ta sẽ có một khẩu AK mới, nếu như mà mình nhớ không nhầm. Ok, bên cạnh cái bộ đôi nguyên tố đất và nguyên tố nước thì chúng ta sẽ có cái trang phục nguyên tố lửa. Và có vẻ như là trang phục nguyên tố lửa này sẽ đến từ vòng quay may mắn kim cương. Bởi vì vòng quay may mắn kim cương của chúng ta, cái bộ mà Pilot Bomber, cái bộ mà đang có thì mà bên Việt Nam chúng ta dịch cả thế giới ngầm ấy, thì khoảng một ngày nữa thì nó sẽ kết thúc. Và cái bộ nguyên tố lửa này thì nó có hiệu ứng, và nó có hiệu ứng rất là đẹp so với cả bộ nguyên tố đất và nước. Thì cái bộ lửa này, cái hiệu ứng của nó đẹp nhiều, và cái bộ lửa này thì có thể rằng nó sẽ rơi trong vòng quay may mắn kim cương. Nên cái bộ lửa này thì nó chính là đi cùng với cả khẩu AK lửa đỏ. Và như vậy thì chúng ta sẽ có những cái bộ súng khá là đẹp mắt, tương đương với những cái bộ đồ nguyên tố này. Cái bộ đồ nguyên tố lửa này thì có vẻ như hiệu ứng của nó là bắt mắt nhất trong số những cái bộ nguyên tố, bên cạnh cái bộ nguyên tố sấm sét. Nhưng mà hiện tại thì nguyên tố sấm sét hay là nguyên tố gió thì chúng ta cũng chưa ra mắt. Ok, thì đây là một số những cái trang phục mà chuẩn bị ra mắt trong Gaina Free Fire. Thì anh em nào mà chưa nạp kim cương thì mình nghĩ là anh em cũng có thể chuẩn bị sẵn từ bây giờ. Còn nếu mà chúng ta mà không có tiền nạp kim cương thì tranh thủ chuẩn bị xin bố mẹ mà thôi. Và mình đánh giá là cái bộ trang phục lửa này thì nó khá là đẹp, và nó đẹp hơn so với bộ trang phục đất cũng như trang phục nước. Thì nói chung là nếu mà ai có điều kiện thì chúng ta nên mua vào cái bộ trang phục này. Nhưng mà có một cái điểm là bộ trang phục này nó khá giống, cái quần của nó khá giống với cái bộ trang phục đấu vật, cái bộ trang phục mà free. Ok, tiếp theo là những thông tin về thẻ vô cực mùa mới. Mặc dù bây giờ thì mới là ngày 8 tháng 7 thôi, và chúng ta sẽ mới mua cái thẻ vô cực rừng xanh áo vải cách đây khoảng một tuần. Tuy nhiên thì những thông tin về thẻ vô cực mùa mới thì nó đã được leak ra ở trên kênh Free Fire News rồi. Và phải nói rằng đây là một trong những kênh mà họ leak thông tin của Free Fire là khá sớm. Và phải nói là không biết tại sao họ khá nhanh nhạy như vậy. Và có lý do vì sao họ có thể leak thông tin sớm này thì tôi không biết. Và cái bộ trang phục của cái mùa này thì có vẻ như nó sẽ liên quan đến những chiến binh ở sa mạc. Nó sẽ liên quan đến những chiến binh mà sống ở trong khu vực sa mạc. Tại vì là theo cái thông tin từ bên Free Fire News cũng như là Free Fire Brazil Mania thì cái bộ này nó sẽ tên là Deserto, tức là desert ở trong tiếng Anh thì nó là sa mạc. Và cái bộ này thì nó có gì đặc biệt thì chúng ta sẽ vẫn có hòm sát, và chúng ta sẽ có một bộ trang phục nữ ở cái vị trí 50 huy hiệu. Bây giờ thì cái bộ trang phục nữ lúc nào nó cũng nằm ở vị trí 50 huy hiệu, còn bộ trang phục nam thì lúc nào cũng nằm ở cái vị trí cuối cùng. Thì cái trang phục
phục này thì có gì đẹp không, và nói chung là có đáng để sở hữu không, thì cái này sẽ tùy theo sự đánh giá của mọi người. Và nói chung thì cái bộ trang phục này thì nó có điểm gì đặc biệt, thì cái bộ trang phục này đầu tiên chúng ta sẽ có một cái hòm sác này của chúng ta, thì nó sẽ là hòm sác nó có hiệu ứng đặc biệt, và chúng ta có thể thấy cái hòm sác nó lấp lánh. Tuy nhiên thì nó vẫn là theo cái mô típ hòm sác thông thường, tức là cái hòm sác mà nó theo kiểu hình hộp, là một cái hộp mà thôi, chứ nó không có những cái hình ảnh uốn éo hay là hay ho giống như là kim tự tháp hay là cái đầu nhân sư như trước đây chúng ta đã có một số những cái thẻ vô cực trước. Cái bộ trang phục của mùa này thì mình cũng không rõ nó lấy cảm hứng từ đâu, nhưng có thể nó lấy trang phục từ những cái chiến binh mà sống ở trên sa mạc, và nói chung là ăn mặc thì kín mít, và với màu sắc cũng như là những cái hoa văn họa tiết của cái bộ trang phục sa mạc mùa này thì nói chung là nó cũng không có những cái điểm gì quá đặc biệt, và nó cũng chưa thuyết phục được người chơi phải bỏ tiền ra để mua. Mình biết là thời gian gần đây có rất nhiều bạn mua thẻ vô cực chỉ vì là có cái tên chữ đỏ khi mà giết được người mà thôi. Tuy nhiên thì với những bộ trang phục như thế này thì sẽ khó mà có thể thuyết phục người chơi mua được thẻ vô cực, và nhất là bắt đầu từ cái thẻ vô cực rồng, thẻ vô cực báo, thẻ vô cực rồng, rồi đến những cái thẻ vô cực gần đây thì người chơi có vẻ khá là bất mãn khi mà những bộ trang phục này trông nó không đẹp một chút nào cả. Vâng, trông nó không đẹp một chút nào cả nếu như mà so sánh với một số những cái bộ trang phục đến từ vòng quay may mắn hay là trang phục đến từ các sự kiện đặc biệt. Ok, và phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một cái phần review về cái bộ trang phục, đó là bộ trang phục bể bơi. Chính xác thì Việt Nam chúng ta dịch đây là bộ trang phục sóng tình, và bộ trang phục này thì đã được review bởi hai anh chàng Kunga ở bên Indonesia, và nói chung thì đây là một bộ trang phục cũng khá là đẹp. Và điều quan trọng nhất ở trong cái bộ đồ bơi 2019 này thì đó là nó che giáp và che mũ 100%. Ở đây thì chúng ta vẫn sẽ có thể đeo được mũ, bởi vì ở đây thì cái kính nó sẽ che hoàn toàn mũ, trong khi đó thì cái bộ bikini này nó khá là đẹp và nó sẽ che giáp. Một trong những cái hiệu ứng cũng rất là đẹp đến từ cái bộ trang phục này thì đó là cái nhân vật của chúng ta nó sẽ có bóng bóng một chút. Và nếu như mà cái bộ bikini cũ ấy thì trên body của cái nhân vật, trên cơ thể của nhân vật chúng ta, nó không có cái hiệu ứng về ánh sáng cũng như là hiệu ứng về da, nhưng mà trong cái bộ trang phục này thì nó sẽ có thêm cả hiệu ứng đó nữa, tại vì đây là năm 2019 và Free Fire đã nâng cấp đồ họa khá là nhiều rồi. Và phải nói là cái bộ trang phục này thì trông nó khá là đẹp. Đây, khi mà chúng ta đeo ba lô vào thì nó vẫn không làm ảnh hưởng đến cái trải nghiệm của chúng ta đối với con nhân vật. Thì ở trong cái đoạn này thì anh chàng Kunga thì sử dụng đó là cái nhân vật Caroline. Và nhân vật Caroline, còn không biết là nếu mà sử dụng nhân vật Laura thì có lẽ là trông nó sẽ đẹp hơn, nhưng mà hai anh chàng này quyết định sẽ sử dụng Caroline cho cái đoạn video minh họa này. Và cái con nhân vật Caroline này thì nói chung là nó ở tuổi học sinh thôi, và đó lý do vì sao mà trông nó sẽ không ấn tượng được nhiều như Laura. Nhưng mà phải nói rằng đây là một trong bộ trang phục mà có lẽ là sẽ hot nhất. Theo cái thông tin đến từ server Việt Nam thì cái bộ trang phục này có thể cày free được thông qua cái sự kiện của mùa giải mới, thông qua cái sự kiện của mùa hè, sự kiện 14 tháng 7. Và nói chung là với cái bộ trang phục này thì mình nghĩ là 99,69% anh em sẽ cố gắng để sở hữu nó thôi, kể cả phải bỏ tiền ra mua thì anh em sẽ cố gắng sở hữu nó, tại vì cái cơ hội để chúng ta mua những cái bộ đồ này thì nếu như mà chúng ta bỏ lỡ cái đợt cày được cái sự kiện này thì có lẽ là sẽ phải mất khoảng 4-5 tháng nữa cho đến cuối năm thì bộ trang phục này mới được bán lại cơ. Những cái bộ trang phục đặc biệt như thế này thì nó bán rất là hiếm, và nếu như chúng ta không tranh thủ cày sớm hoặc làm sao đó sở hữu nó được sớm thì chúng ta phải chờ rất lâu. Ví dụ như cái bộ trang phục bikini năm 2018 thì nó phải cỡ mất khoảng 4-5 tháng sau nó mới được bán lại, và tôi nhớ là để mãi đến tháng 10, tháng 11 nó mới bán lại. Thế nên là nói chung là anh em nếu như mà muốn sở hữu bộ trang phục này thì nên làm nhanh hơn và nên khẩn trương lên. Và đó là những thông tin về những trang phục sắp ra mắt trong Gaena Free Fire. Nếu như đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh của Ria Gaming, đừng quên để lại cho mình một like và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.